Hello, chào mọi người quay trở lại với kênh Di động Chơi Mobile. Hôm nay là ngày 27 tháng 7 2023. Em lại lên sóng để giới thiệu đến mọi người những máy có trong video để mọi người có thể tham khảo và đặt mua nhé. Và hiện tại thì máy móc giá cả rất là cao này. Mà máy này cao thì cũng đang về thôi. Để khi nào về thì em sẽ lên sóng cho mọi người tham khảo nhé. Hiện nay thì có một số máy quay lên mọi người tham khảo. Ở sản phẩm nào mọi người cứ liên hệ cho em qua hai số điện thoại bên trên màn hình này. Địa chỉ là 152A, Lương Thế Vinh, Trung Văn, Hà Nội. Ngoài ra bên em có sản phẩm toàn quốc cho người ở xa, tức là COD, được kiểm tra và thanh toán tại nhà. Bây giờ thì em giới thiệu luôn cho mọi người xem nhé. Đầu tiên thì em sẽ về được một chiếc Samsung A53 5G. Con này thì bản chứa hãng 2 SIM màu đen mọi người nhé. Pin của nó là 5000 mAh. Con này thì còn bảo hành khoảng hơn 2 tháng nữa mọi người nhé. Đấy, bảo hành chính hãng khoảng 2 tháng nữa. Cấu hình sẽ là RAM 8, bộ nhớ 128GB này. Màn hình tần số quét 120Hz, màn AMOLED hiển thị đẹp không ngắm ố mọi người nhé. Con này thì cũng có vân tay trên màn hình rồi. Nhìn giữa khuôn mặt đầy đủ. Hình thức con này thì còn được khoảng 98-99%. Nói chung là hình thức còn đẹp mọi người nhé. Hai SIM hai sóng, khách SIM bên dưới này, cổng sạc tai SIM tích hợp tai nghe luôn, sạc siêu nhanh. Loa con này loa kép rồi mọi người nhé. Bộ mắt camera sau này. Nói chung là máy tổng thể em đánh giá còn khá đẹp nhé. Đây, cam trước cam sau đều rất là ok luôn. A53 5G, máy màu đen. Em bán con này với giá là 4.600.000 đồng. Mà bán ra bên em có tặng cho mọi người là sạc cáp nhé. Sạc cáp là sạc nhanh chính hãng Samsung này, rồi là tặng ốp lưng và dán cường lực, bảo hành cho mọi người trong vòng là 4 tháng. Bảo hành chính hãng còn 2 tháng thì em bảo hành thêm 2 tháng là 4 tháng nhé. Lối 1 ở 1 tháng đầu tiên bao gồm cả màn hình. Ai quan tâm đến A53 5G, mọi người alo cho em ngay mọi người nhé. Tiếp tục sang một siêu phẩm pin 7000 mAh. Lâu lắm thì lại có một chiếc mọi người nhé. Samsung là M51, máy màu đen. Đấy, bộ mắt camera sau đèn flash đầy đủ này. Con này tổng thể hình thức bên ngoài của nó thì còn khá đẹp. Viền vùng còn cơ số ly lông, chưa bóc, bóc ra thì mới tinh. Máy chạy rất là mượt luôn mọi người nhé. Đây, M51 bản công ty 2 SIM, pin 7000. Đó, pin cực kỳ trâu bò luôn. Và cấu hình của nó thì sẽ là RAM 8, bộ nhớ 128GB. Có vân tay cạnh sơn rất là nhạy mọi người nhé. Con này thì màn cho mọi người bao đẹp không ngắm ố luôn. Màn thì sử dụng công nghệ là màn OLED rồi. Nói chung nó ngang ngửa màn 2K rồi, nhìn rất là đẹp mọi người nhé. Đây, tiếp tục camera của nó này. Đây, cam trước cam sau cực kỳ nét luôn. Âm thanh loa đài cực kỳ to. Có jack tai nghe 3.5 và cổng sạc tai si, sạc nhanh mọi người nhé. Con này thì chắc chắn là tặng mọi người bộ 25W rồi. Bởi vì là pin 7000 này mà không có 25W thì sạc làm sao được đúng không? Màn hình đẹp không phân vết xước nhé. Tặng cho mọi người cường lực này và tặng sạc cáp đầy đủ. Con này em bán là 4 triệu tròn mọi người nhé. M51 em bán là 4 triệu này. Bảo hành trong vòng là 3 tháng. Lớp 1 là 1 tháng đầu tiên bao gồm cả màn hình nhé. Tiếp tục sang một chiếc này. Đó là một chiếc Samsung A13, bản công ty 2 SIM. Pin của nó là 5000 mAh. Có vân tay cạnh sườn rất là nhạy luôn. Cấu hình con này sẽ chạy là RAM 4 nhé, bộ nhớ 128GB. Con này thì em bán 2.2 triệu. Máy thì rất là đẹp rồi, mọi người nhìn hình thức cực kỳ đẹp nhé. Cổng sạc tai si này, chất tay 3.5 này, bộ mắt camera sau này, màu đen rất đẹp luôn. Con này thì nó hơi bị hơi bị bẩn bẩn phản quang một chút này. Đây mọi người nhé. Đấy, nó hơi bị bụi một tí thôi ở góc này. Còn đâu là màn hình bao cho mọi người đẹp biếc nhá. Không có đốm đen biếc gì đâu. Đây là nó bụi một chút thôi. Đấy, thì em vẫn bảo hành sản phẩm này trong vòng là 3 tháng, lô 1 đến 4 tháng đầu tiên. Em bán 2.2 triệu mọi người nhá. Samsung A13 2.2, máy đẹp gần như zin keng. RAM 4 128GB. Hôm nọ bán một con là RAM 464 cũng bán 2.2, con này RAM 4 128 mọi người nhá. Cổng sạc tai si, jack tay 3.5 đầy đủ, tặng ốp lưng và tặng giá màn hình mọi người nhá. Ok, sang một chiếc iPhone. Con iPhone này là iPhone 6S Plus này, 128GB. 6S Plus 128GB mọi người nhá. Máy quốc tế Mỹ. Con này hiện tại là pin thì thay rồi, pin 100% đây. Vân tay vân chân đầy đủ mọi người nhá. Đó, vân tay vân chân đầy đủ luôn. Test thử camera này, cảm ơn con sau đều ok mọi người nhá. 6S Plus. Máy màn zin này. Nói chung là hình thức còn khá là ok. Đấy, 128GB, em bán con này với giá là 1.800.000 đồng, 1.800.000 mọi người nhé. Giá lớn 1.800.000, tặng cho mọi người sạc cáp này, cường lực. Đấy, bảo hành 3 tháng cho mọi người nhé. Rồi tiếp tục sang một con máy giá rẻ. Con này là con Samsung A9 Pro. Con này được trang bị cái màn hình rất là lớn nhé. Màn AMOLED này, hiển thị cực kỳ đẹp luôn, không ngắm ống tí ti gì cả. A9 Pro, ai mà mắt kém mua con này vừa tầm tiền này, vừa pin khỏe, pin con này 5.000 cơ. A9 Pro bản công ty 2 SIM mọi người nhé. Đấy, pin 5000 mAh và cấu hình của nó sẽ là RAM 4, bộ nhớ là 32. Ok chưa? Có vân tay ở nút hộp này luôn. Cổng sạc micro sạc nhanh, jack tai 3.5 đầy đủ luôn.
màn viết đẹp không ngắm mố, cắm trước cắm sau nét này. Đó mọi người nhá. Đấy, vỏ này vỏ nhôm luôn. Hình thức bên ngoài thì có xước phẩy một tí thôi. A9 Pro em bán con này 1,5 triệu nhá, tặng mọi người sạc cáp này. Đấy, bảo hành 3 tháng. Tiếp tục sang con này là con Samsung A22. Con này thì bản công ty 2 SIM này, màn AMOLED hiển thị đẹp không ngắm mố này. A22 bản công ty 2 SIM, pin là 5000 mAh. Cấu hình là RAM 6 bộ nhớ 128GB, có vân tay cạnh sườn mọi người nhá. Máy màu tím thì chung, bốn mắt camera sau. Con này thì hình thức thì cũng được khoảng 98-99%, khá là đẹp rồi nhá. Màn AMOLED. Con này em sẽ bán là 2,6 triệu này, A22 2,6 triệu. Tặng ôm lưng, tặng giá nàng, tặng sạc cáp bảo hành 3 tháng cho mọi người nhá. Tiếp tục sang con Vsmart. Con này thì Vsmart Lite này, hình thức bên ngoài thì còn khá là bắt mắt. Nhưng mà con này thì nó có một cái lỗi ở trên màn hình, có nghĩa là phần cảm ứng bên trên này nó sẽ không cảm ứng được mọi người nhá. Đây mọi người, đấy. Lúc cảm ứng lúc không. Đấy, hiện tại thì lại cảm ứng được nhá. Đây ví dụ ở phần trên này. Hiện tại em đang không cảm ứng được này, nhiều lúc thì nó sẽ không cảm ứng được phần này. Đó. Nó sẽ không cảm ứng được phần này. Mọi phần dưới thì mọi người nhắn tin nghe gọi các thứ, xem phim các thứ thì ok hết nhá. Đấy, cắm trước cắm sau này. Ok luôn mọi người nhá. Đây, bây giờ thì nó lại cảm ứng được. Đây mọi người nhá. Đấy, giờ thì nó lại cảm ứng được, còn lúc thì nó sẽ không cảm ứng được một dòng trên này. Còn đâu là mọi thứ ok hết nhá. Với Smart Line. 4, 6, 3, 6, 6, 6. Con này thì em xem nào. Quên cái mã gọi là 64 thì con này em nghĩ là RAM 4 hoặc RAM 6 thôi. Đó, nói chung là loanh quanh như thế thì nói chung chả nắm rõ. Mọi chức năng ok, mỗi phần cảm ứng đấy nó hơi bị ấy thôi. Màn AMOLED mọi người nhá, 2 SIM 2 sóng. Với Smart Line này, 4 mắt camera sau, cổng sạc Type-C, jack tay 3.5. Con này thì em sẽ bán cho người với giá là 1,1 triệu mọi người nhá. Đấy, 1,1 triệu. Đấy, phần cảm ứng này thì nhiều lúc không cảm ứng được, còn đâu là mọi thứ ok. 1,1 triệu thôi, bảo hành phần cứng 3 tháng. Tiếp theo sang một con này là con Oppo A73 mọi người nhé. Con này thì là bản là một SIM này, đã thay màn hình rồi. A73 RAM 4 64GB. Con này thì thay màn hình ngoài rồi mọi người nhé. Thì em sẽ bán con này với giá là 1,2 triệu này. Đấy mọi người nhé. Cắn trước cắn sau thì ok hết này, cổng sạc Type-C, tai nghe 3.5, thay màn hình ngoài thôi, còn đâu là một cái ok. A73 em bán cho người bảo hành 3 tháng nhé, 1,2 triệu thôi, tặng sạc cáp đầy đủ. Tiếp theo sang con này là con Joy 3, cấu hình là RAM 3, bộ nhớ 32GB. Đó, máy công ty 2 SIM. Con này thì mua của một bác ở gần cửa hàng này. Đấy, máy thì ok hết mọi người nhá. Đây là để cái ánh sáng màn hình nó hơi tối một tí. Đấy, chỉ sáng lên thì chụp ảnh nó sẽ nét hơn. Cổng sạc Type-C, jack tai 3.5 đầy đủ này. Con này thì màn hình nó còn dán nhé. Đây bóc ra luôn, không một vết xước. Đấy, bên Smart Joy 3, 3 mắt kéo ra sau, vân tay vân chân đầy đủ, có sạc cáp đi kèm mọi người nhá. Em bán con này với giá là 1 triệu. Đó, con này bán là 1 triệu thôi mọi người nhá. Đấy, với Smart Joy 3 1 triệu, RAM 32, vân tay vân chân đầy đủ, 2 SIM 2 sóng. Tiếp tục sang chiếc này, đó là một chiếc Vivo S1 Pro. Con này cấu hình là RAM 8 nhé, bộ nhớ là 128GB, 2 SIM 2 sóng. Tìm cái phần giới thiệu máy nhé, quản lý hệ thống đây mọi người nhé. RAM 8 bộ nhớ 128GB, màn AMOLED con này hiển thị rất là đẹp luôn, có vân tay trên màn hình. Đấy, cam quýt ok luôn này. Còn này vỏ viết thì nó không được luồn là lắm đâu. Vivo S1 Pro em bán 1,8 triệu mọi người nhé, bảo hành 3 tháng. Tiếp tục sang con này là con Mi A1. Mi A2 em nhầm nhé, Mi A2. Con này cấu hình là RAM 4 64GB, mặt kính thì hơi xước này. Còn đâu là mọi chức năng ok, 2 SIM 2 sóng, vỏ là vỏ nhôm mọi người nhá, cổng sạc Type-C, vân tay vân chân đầy đủ luôn này, hai mắt camera kép này.
Em bán con này với giá là 1,2 triệu mọi người nhá, Mi A2. Rồi. Máy giá rẻ thì con này là con Samsung A5 2016, bản 2 SIM mọi người nhá. Con này chắc là cũng chỉ RAM 2 bộ nhớ 16 thôi. Màn hình thì nó bị nứt một đường nhỏ ở đây. Lưng thì vỡ. Con này thì em thanh lý với giá là 500 thanh lý 550 mọi người nhá. Thanh lý 550 bao gồm sạc cáp rồi. Rồi cuối cùng là con iPhone 5S này. Con iPhone 5S này thì là bản 32GB mọi người nhá. Máy nguyên zin hết luôn. Ai thích sưu tầm một con này cực kỳ hợp lý nhá. 5S 32GB quốc tế, vân tay vân chân đầy đủ hết nhá. Con này đang còn vân tay luôn. Cắm trước cắm sau này. Ok luôn này. Con này giờ xem YouTube vẫn được mọi người nhá. Đấy, vân tay vân chân ok hết luôn. 5S. Máy màu gold, hình thức còn khá đẹp mọi người nhá. Đằng sau đang còn dán nylon. 5S này em thanh lý 550 nốt mọi người nhá. Tặng cho mọi người sạc cáp đầy đủ luôn. Bảo hành trong vòng là 3 tháng. Ok, chiếc iPhone 5S cũng là chiếc cuối cùng ở video ngày hôm nay rồi. Mọi người theo dõi, ưng ý sản phẩm nào mọi người cứ liên hệ cho em qua hai số đại bên trên hình này mọi người nhá. Cảm ơn và xin chào, hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo nhá.